Chào các bạn đến với chuyên mục thực hành Photoshop số tiếp theo. Trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ảnh theo phong trào, là chúng ta sẽ đặt một cái ảnh trang profile cá nhân của Facebook ở cái giao diện điện thoại di động này trên theo cái phong cách như là công nghệ cao. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm ba cái hình thức khác nhau. Hình thức thứ nhất là đặt cái ảnh profile này lên trên một cái quyển sách hoặc một cái mặt bằng công gì đó. Cái hình thức hai là chúng ta sẽ hiển thị cái ảnh profile này dưới dạng một cái ảnh máy chiếu lên không khí không trung, kiểu giống như trong Iron Man. Và cuối cùng là tôi sẽ áp cái ảnh profile lên trên một cái tòa nhà nào đó như một cái ảnh quảng cáo, nhưng mà ảnh quảng cáo này dưới hình dạng là chạy TV, tức là có hiệu ứng ánh sáng. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái đầu tiên, là tôi sẽ áp cái profile này lên trên một cái quyển sách. Giờ tôi sẽ sử dụng cái stock mà tôi vừa tải, cái quyển sách này. Đây. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái việc, chúng ta sẽ chọn cái vùng sách mà chúng ta cần áp ảnh profile này. Đây. Mục đích của việc này là chúng ta sẽ xóa đi những cái phần nội dung trước đó này. Và cứ bấm xóa đi rồi tô một màu trắng lại. Ok. Lúc này các bạn sẽ thấy là cái phần biên này nè, nó bị sai lệch. Điều này không sao cả. Chúng ta sẽ thực hiện lại cái việc chọn cái cuốn sách này bằng cái công cụ pen tool này. Đây. Chúng ta sẽ chọn ở đây. Ok, chúng ta đã chọn xong một cái đường path. Giờ ta clip chuột phải, chọn Mask Selection và chọn cái độ filter là bằng 0. Đây. Chúng ta sẽ bấm Ctrl Z hoặc vào New Layer via Copy. Đấy, nó sẽ hiện cái lớp phía trên như thế này. Chúng ta đảm bảo chúng ta chọn cái này. Chúng ta đặt tên này là bìa sách. Chúng ta vào cái layer, chọn Raven color này. Đấy. Thì lúc nãy chúng ta có một cái hướng bìa sách nó giống tương tự như thế này. Chúng ta chọn cái màu cho nó hòa cổ một chút. Tôi lấy ví dụ như là màu này. Đấy. Ok, giờ ta sẽ làm một việc, chúng ta lấy cái ảnh cái stop này, chúng ta kéo thảy qua đây. Đây, tiếp theo chúng ta nhìn thấy đây là chúng ta sẽ cố gắng fix size nó. Đầu tiên là chúng bạn bấm Ctrl T, nghiêng cái ảnh này. Đây, nghiêng cái ảnh này theo cái chiều của cái bìa cái cuốn sách này. Đấy, các bạn cố gắng phóng to lên chỉnh cho nó chính xác. Đấy, tương đối thôi. Như vậy là nó đã chạy theo cái bìa cuốn sách. Rồi sau đó chúng ta sẽ thay đổi kích thước nó. Bấm Ctrl T lại. Các bạn kéo vào cái góc cạnh này. Bấm đè phím Shift là di chuyển. Chú ý là phải đè Shift nhé, để nó giữ nguyên cái đấy, giữ nguyên cái tỷ lệ như thế này. Ok. Tiếp theo làm sao mà cho nó uốn cong theo cái bìa sách được. Sau khi chúng ta đã có một cái kích thước tương đối rồi thì chúng ta sẽ làm việc một cái tiếp tục. Ở đây tôi sẽ có hai cái tùy chọn cho các bạn. Một là các bạn làm full đầy cái trang sách này luôn. Hai là chúng ta sẽ cách biên như một chút.
Giờ chúng ta sẽ cố gắng làm đầy cái trang sách này luôn, tức là cái mép bìa này nó bằng cái này luôn. Đấy, để coi cho hỏi một tí xíu gì thôi. À, rồi, ok. Chúng ta lại tiếp tục bấm Ctrl T. Lần này chúng ta sẽ clip chuột phải, chọn cái distort. Ok, chúng ta kéo cái này lên đây. Đấy, bạn chú ý là khi các bạn kéo á, thì các bạn canh là cái miệng biển này nè, đây. Đây cái đường này nè, nó phải thẳng với cái đường này. Ok, các bạn đổi lại thành keo. Đấy, đó các bạn lại di chuyển. Ok, mục đích của việc này á, là chúng ta muốn cho cái lại dưới đây nè, nó bằng sát trên đây luôn. Đấy, rồi chúng ta lại quay về cái desktop. Chúng ta kéo cái mục trên này đi lên. Đấy, ở đây có hai cái tùy chọn, là các bạn muốn làm sát cái bìa này luôn, hoặc là chừa một cái bìa ra ngoài một chút gì vẫn được. Đây, ở đây tôi sẽ cố tình chừa cái bìa một tí cho nên tôi không có làm sát ra ngoài biên luôn. Ok, ở đây tôi thấy là nó chưa có đụng biên phía trên cho nên là tôi sẽ kéo lên tí. Đấy, như vậy hiện thấy là ok. Tiếp tục, các bạn cần phải làm cho cái này nó hơi nhìn lên thẳng, rõ ràng cái cuốn sách là nó bị vẽ cong lên nè. Đấy, vẽ cong thêm một cái đường như vậy. Đó, các bạn phải làm cái việc nữa, các bạn clip chuột phải, các bạn chọn chế độ là warp. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ tỉ mỉ làm các việc như sau. Bạn cái chỗ này các bạn cứ đè chuột, các bạn kéo lên. Đấy, như các bạn thấy là nó sẽ uống cái, các bạn chú ý là cái thao tác này các bạn cần phải tỉ mỉ và cẩn thận nghe, di chuyển chuột từ từ thôi. Đấy, thì di chuyển sao mà các bạn cứ nhìn thấy nó hợp lý, tới một cái mức độ nào đó vừa phải, ok thì buông ra. Đấy, như tôi thấy gì là ok hết rồi. Đây, trả xuống một chút cho nó thấy cái bìa, cái biên của cuốn sách. Thì khi các bạn kéo lên, có thể bên đây nó bị đẩy lên một chút, thì các bạn có thể kéo xuống như thế này. Ok, đó là xong phần phía trên. Do cái cong là cong đều hết cho nên không thể nào chỉ có cong phía trên, cho nên chúng ta sẽ cố gắng nắm ngay chính giữa thế này. Đó, chúng ta cuốn cong lên một chút, và tương tự ở đây cũng vậy, cuốn cong lên một chút. Ok, chúng ta làm tương tự cho các cái phần ở bên dưới. Chúng ta uốn cong lên ở đây đó, là có một cái ok, chúng ta sẽ kéo cái này luôn. Do chúng ta di chuyển phía trên cho nên nó dưới đây nó bị lệch tí, chúng ta sẽ cố gắng làm cho nó khít vừa lại. Đấy, và cái việc uốn cong nó làm cái biên này cũng bị lệch luôn. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng kéo ra cho nó khít vừa luôn. Đấy, phần này ngoài, các bạn nắm cái này kéo lên, kéo lên vừa đủ phít thôi. Thì để nhìn cho nó thật, các bạn có thể chừa ra một cái khoảng trống một chút, bạn cho nhìn thấy cái nền dưới một tí xíu. Đây, đây tôi sẽ gì. Rồi, chúng ta thu nhỏ xem tổng thể lại. Đấy, tương đối. Ở đây chúng ta cần kéo cái này ra một chút, sau đó hạ thấp nó xuống. Ở đây cũng vậy. Ok, sau khi lấy xong các bạn enter. Đấy, như vậy là chúng ta đã có được một cái bìa mà nó uốn cong theo cuốn sách. Đây khi các bạn có thể có để cho cái bìa trong á, cái bìa trong này nè, nó hở ra một chút thì các bạn cứ việc di chuyển ra anh tí, còn không thì các bạn cứ ấy sát vô. Đấy, tiếp tục các bạn sẽ làm cái thao tác nữa là để cho nó bỏ đi cái phần trắng trắng ở trên cái nền này. Thì các bạn cứ chọn cái layer đó, các bạn chọn chuyển sang cái chế độ blending mode là cái multi line. Đấy, thì
cái nền bên dưới sẽ hiện lên liền, và chúng ta có một cái cuốn sách theo cái bìa của chúng ta. Đây giờ các bạn muốn làm để gực gỡ gực sáng hơn, cho các bạn có thể kéo cái, các bạn có vào menu email adjustment level, cái đó các bạn kéo về phòng tối một chút cho cho cái độ tương phản cao lên đấy. Sau xong á thì cái, do cái ảnh nền chính thức này nó cũng khá là sáng, các bạn có thể làm chọn cái brightness contrast này đấy, các bạn tăng cái độ sáng lên, độ chân chất lên. Ok, vậy là chúng ta có một cái đây, và nó áp cái profile của chúng ta vào như thế này đấy. Tôi sẽ lưu ảnh này lại. Profile bìa sách. Ok. Đây. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cái thứ hai là cái hiệu ứng giống như cái máy chiếu. Các bạn có thể sử dụng cái hiệu ứng này cho bất kỳ cái hình ảnh nào, kể cả điện thoại, camera hay mọi nguồn. Thì chủ yếu của cái phần này là các bạn cần phải tạo được cái hiệu ứng ánh sáng chiếu. Đấy. Giả dụ như tôi có một cái tấm ảnh của cái máy chiếu như thế này, hoàn toàn như vậy. Thì để tạo cái hiệu ứng mà cái máy chiếu đang chiếu ánh sáng ra, các bạn cần phải có một cái lý, các bạn cần hiểu một cái lý thuyết như sau về bản chất ánh sáng chiếu ra là ánh sáng màu. Tại vì cái hình ảnh của chúng ta là hình ảnh màu sắc đầy đủ, cho nên hình ảnh của mấy cái máy chiếu chiếu ra lúc nào nó cũng đầy màu sắc hết. Thực tế nó đúng là như vậy. Thì để tạo một cái dải màu sắc như vậy á, bạn làm như sau. Bạn chú ý tia sáng là tia sáng màu và đầy dải màu sắc giống như cái cầu vồng. Cái đó đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra một cái hình ảnh giống như cái cầu vồng. Chúng ta sẽ tạo một cái layer mới. Đây chúng ta đặt tên là ánh sáng đi. Đây. Đây, tôi sẽ chọn chỗ filter này, tôi chọn cái radiance tool này. Đây, đó là tôi chọn một cái dải màu sắc nhiều nhất như thế này. Đấy, rồi sau đó tôi quét thẳng ngang như thế này. Chúng ta để tạo ra một cái lằn hình vẽ như thế này. Lên một cái layer ánh sáng. Chúng ta bấm Ctrl T. Đây, chúng ta bấm Ctrl T để thu nhỏ ánh sáng lại ở mức vừa phải chúng ta dùng. Ở đây là cái hướng ánh sáng sẽ, tôi sẽ tạm giữ cái, tạm tắt cái layer này. Tôi sẽ nói cái hướng ánh sáng trước. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ cố tạo ra một cái hướng ánh sáng như thế này. Đấy, có thể đây cái profile của chúng ta sẽ có hình dạng như này. Ở đây nếu mà chúng ta để mà nó hình dạng như vậy thì nó sẽ không có được đẹp. Chúng ta sẽ cố tình lại cho nó xéo như thế này. Đấy, như này. Đấy, như vậy thì ánh sáng sẽ được chiếu từ thẳng cái máy chiếu như thế này lên những cái điểm này. Đấy, kiểu như vậy. Thì chúng ta chủ yếu là từ đây, đây thôi. Ok, ok. Chúng ta sẽ coi cái bước này là chúng ta làm dấu, cái laser không này chúng ta làm dấu. Và chúng ta chọn cái laser ánh sáng này lại. Nó bấm Ctrl T. Đây, chúng ta quay độ ánh sáng lại. Chúng ta thu nhỏ nó. Cái dựng ngang lên chút. Ok. Chúng ta sẽ kéo ra. Đấy, cho bằng mức mà chúng ta muốn. Đó, cái phần này chúng ta thu lại tới đây. Đấy, vừa đúng bằng tới cái camera. Tiếp theo các bạn vào clip chuột phải lên, các bạn chọn desktop và các bạn thu cái này lên đây, và tương tự trên này cũng vậy, các bạn thu nó xuống đây. Tôi có gì đó nhầm lẫn. Thank you.
Mà như tôi bấm lộn nhầm phím gì trên bàn phím cho nên là nó bị mất đi. Đây, tôi sẽ làm lại bước tương tự như vậy. Tôi nhỏ cái này lại. Rồi, tôi có cảm ok tiếp chọn desktop. Tôi nhỏ cái này xuống. Chủ yếu là các bạn chọn làm sao đảm bảo dãy màu này nó nằm trên cái vùng mà chúng ta đã định vẽ trước ở trên cái phần mờ phía trên. Đây. Như đây các bạn cảm thấy ánh sáng nó hơi bị mờ, các bạn đẩy tia sáng nó lên. Đây. Một lát nữa chúng ta sẽ làm tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ tải cái Word file của chúng ta qua. Ok. Giả dụ như chúng ta chỉ muốn làm bay lớn đây thôi, không thêm nữa, thì ok, chúng ta sẽ giữ đủ bao nhiêu đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ sửa lại một chút cái tia sáng cho nó phù hợp. Đây là nhỏ lên. Đấy. À, các bạn chọn desktop để có thể di chuyển được bốn phần tạo hiệu. Ok, tôi sẽ tắt cái hình vẽ lộn xộn này trước. Đây, như thế này. À, lúc nãy tôi có nói là chúng ta sẽ làm cái ảnh nó bị xéo đi chứ không phải ngay như thế này. Chúng ta có thể chọn vào cái snail này. Đấy, chúng ta kéo cái ảnh này lên một tí. À, không, tôi chọn desktop mới đúng. Rồi kéo. Các bạn chú ý là kéo cho nó thẳng như lên. Để đảm bảo kéo thẳng á, các bạn ghê, các bạn liếp chuột vô trên cái thanh ruler này nè, các bạn kéo vô là nó sẽ có một cái như thế này. Đây. Các bạn liếp lên thanh ruler, các bạn kéo vào nó sẽ có một cái đường line để cho các bạn xem. Cái đường line này không hề có cái giá trị in ra, không hề có giá trị trên ảnh, nó chỉ có tác dụng cho chúng ta xem thôi. À, sau đó chúng ta kéo cái này lên theo đúng đường line đó thôi, đảm bảo là nó không có di chuyển nhé. Tương tự đối với cái này thì các bạn cố gắng giữ tỷ lệ cho nó phù hợp. Thật ra là cái này sẽ xích xuống một chút như thế này. Đấy, cái phần trên này nó sẽ nhỏ hơn. Các bạn kéo cái này xuống một tí, nó tạo cái hiệu ứng nằm ngang. Đấy, như vậy là được. Ok. Thì trong cái quá trình các bạn có thể di chuyển cái đường line này qua lại như thế này. Đây, để các xem. Để bỏ cái đường line này các bạn cứ kéo nó vào ruler là nó sẽ mất thôi. Rồi. Tiếp đến, chúng ta sẽ đảm bảo chúng ta đang chọn cái layer profile này. Chúng ta bấm Ctrl L để vào level hoặc là image adjustment level. Chúng ta tăng cái độ tương phản nó lên một tí. Ok. Sau đó chúng ta vào Brightness. Nếu cảm thấy các bạn profile các bạn chưa có được tươi, các bạn có thể vào Brightness này tăng cái màu sắc lên cho được tươi một tí. Tiếp đến là chúng ta sẽ dùng cái chế độ hòa trộn multi, có phải là overlay. Ở đây do cái nền bên dưới là toàn bộ đều là màu trắng, rất là ít màu khác, cho nên là chúng ta không thể sử dụng cái blending mode này được. Khi chúng ta sử dụng blending mode này gần như là nó biến mất hết, không có được đẹp cho lắm. Ok, chúng ta sẽ để chế độ bình thường và chúng ta giảm opacity xuống, ví dụ như là để 50% hay là 70% gì đó. À, như vậy vẫn được. Trong trường hợp mà các bạn đang sử dụng trên một cái nền có nhiều màu sắc hơn, các bạn chọn multi-light là đẹp nhất. Đấy, multi-light là sẽ có hiệu ứng đẹp nhất. Ở đây để đảm bảo chúng ta có hiệu ứng giống như đang nằm trong một cái tấm hình chiếu, chúng ta sẽ chọn cái layer type, rồi chọn cái chop. Ok, chúng ta chọn chop bằng 1 và chop màu trắng. À, có thể là trắng xanh như thế này.
Đấy. Không càng xanh quá, càng xanh chút xíu thôi. Ok. Và cho cái viền nó có một chút xíu ánh sáng màu vàng auto cloud hoặc là ánh sáng màu xanh luôn. Đấy, ánh sáng màu xanh như thế này. Chúng ta đẩy cái size này lên. Ở đây do cái nền của chúng ta khá là sáng cho nên là cái việc hiệu ứng này nó không có được nhìn rõ, chúng ta sẽ cố tình làm cho cái nền nó tối lại một chút. Đây, các bạn nhân cái nền này lên thành một cái layer. Các bạn vào Ctrl L, bạn kéo màu tối này, đây, sang đây cho nó tối lại một tí. Ok. Đấy, các bạn nhìn thấy là nó có một cái viền trắng xanh xung quanh cái profile của chúng ta. Tôi sẽ làm to cái chớp lên, chớp lên cho cái đường biên á, ví dụ như chọn 2 là 2, 3 hơi bị dày, chúng ta sẽ chọn 2 và hoặc là có một cái cách khác đẹp hơn là chúng ta sẽ không sử dụng cái chớp này. Đấy, chúng ta sẽ tắt cái chớp này đi. Chúng ta có cách khác đẹp hơn, chúng ta tạo cái vòng tròn này. Đấy, chúng ta sẽ mở tạo ra một cái layer mới. Cái này tôi sẽ đặt tên nó là chớp biên đi. Đấy. Thì, okay. Tôi sẽ tạo màu cơ bản cái chớp đó như thế này. Các bạn nhìn thấy này, có một cái chớp màu trắng ở đấy. Đây. Như vậy thì nhìn nó đẹp hơn. Ok. Tiếp đến. Trong trường hợp cái phần mà cái hình này nè, nó đều như thế này á, thì nó không có thực thực cho lắm, nó phần có phải có chỗ sáng chỗ tối hơn. Đó, chúng ta sẽ cố tình là chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn ngẫu nhiên trên đây. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái vùng chọn kiểu ngẫu nhiên như thế này. Và slash là chúng ta sẽ tăng giảm độ sáng trên cái vùng, những cái vùng chúng ta chọn đó. Rồi đây. Rồi bây giờ những cái vùng mà tôi chọn này tôi cho tăng độ sáng lên. Sau đó đảo ngược vùng chọn lại, đẩy nét có những cái vùng kia cao cao một tí, cục sáng sáng hơn một tí. Rồi khá ok, cho nên chúng ta sẽ sử dụng ở xử lý lại cái phần mà ánh sáng này. Chúng ta sẽ nhân nó lên thành hai lớp, cái lớp thứ nhất chúng ta giữ nguyên. Cái này cái lớp có ánh sáng copy. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lớp bên dưới này. Đấy, chúng ta sẽ đi resize nó lại một chút bằng cách là chúng ta kéo này và đến đây như thế này. Đấy. Ok, thì các bạn đổi cái thứ tự vị trí sao cho các bạn có thể nhìn thấy được giống như thế này là được. Đấy. Giờ tôi sẽ làm một cái bước cái phần ánh sáng này, tôi sẽ chế độ hòa trộn và friend. Đấy. Tương tự với phần dưới friend luôn. Đấy. Và thông thường á, khi mà chiếu sáng á, nó có một cái phần bị mờ đi như thế này. Đấy, tôi sẽ tạo một cái vùng chọn như thế này. Tôi làm blur cái vùng chọn ra, ví dụ như là 30 pixel, 30 pixel lần nữa. Ok, tôi sẽ đặt ở đây, tôi xóa bớt. Ok, cái đó. Như vậy là tạm ổn. Rồi, tôi sẽ làm cho ánh sáng này nó
nó trong hơn, nó ít màu hơn và giảm độ opacity nó xuống còn khoảng 70% gì đó nha. Đấy, như vậy là vừa. Và cái phần bên ngoài này tôi sẽ cũng làm một cái việc tương tự. Tạo một cái cảm như thế này. Xóa bớt đi. Ở đây các bạn như là nó chưa có xuống tới biên như này, nên tôi sẽ phải đẩy nó xuống cái biên to. Đây đấy, ok. Thế là ngay chân cái điểm trung tâm này là nó sẽ có một cái phần lóe sáng chứ không có đơn giản như vậy, nên chúng ta sẽ tạo một cái laser lên trên. Cái này là lóe sáng. Ok. Tôi sẽ tô màu đen. Đen hoàn toàn luôn. Rồi tôi sẽ vẽ cái ánh sáng lên trên cái nền màu đen này bất kỳ. Kiểu như thế này. Chọn chế độ và chọn là brand hoặc là overlay thì nó sẽ có chọn chế độ là brand hoặc là light and thôi. Đây đó, chúng ta còn có thể làm việc nữa là tùy chỉnh kích thước của cái laser này nữa. Đấy, chúng ta vì sẽ là cho vừa đúng bằng cái hình máy chiếu này, đặt bên dưới hai cái ánh sáng sáng kia như thế này. Đây, chúng ta có thể giảm độ của nó xuống hoặc là tăng lên. Ở đây tôi sẽ khoảng 90%. Ok. Và cuối cùng là hai cái lớp ánh sáng này, tôi sẽ gom lại thành một. Vậy hai cái lớp ánh sáng này tôi sẽ xử lý một cái việc nữa. Cái phần này tôi sẽ có làm nhẹ nó ra một tí, là xóa bớt gao xoay 30%. Ok, xóa một chút, xóa một chút thôi. Đấy, và như vậy là chúng ta đã tiến hành làm xong cái bản thứ hai là hiệu ứng ánh sáng chiếu lên trên cái không trung như thế này. Đấy, thì để làm cái dải ánh sáng này các bạn nên làm theo mình để cho nó đúng, tại vì ánh sáng lúc nào cũng là dải ánh sáng, nó là ánh sáng màu. Nếu các bạn không phải là ánh sáng màu nó sẽ nhìn rất là giả, không thật. Ok. Đấy, thì các bạn sẽ tăng giảm hai cái dải ánh sáng này nhìn sao cho phù hợp với nhu cầu của các bạn, tùy các bạn thôi. Ở đây giả dụ như tôi sẽ cố gắng thử rồi. 100, ok thôi. Cứ lại 100%. Đây, chúc các bạn thực hành cái phần này vui vẻ. Nếu các bạn cảm thấy cái này nó hơi mờ, các bạn có thể làm tăng độ nét lên, làm filter sharpen unsharpen. Đấy, đọc mấy cái thông số này cao lên thì nó sẽ rõ nét hơn. Và nó rõ nét theo kiểu là nó được chiếu sáng rõ nét lên, chứ không phải là như một tấm ảnh thực. Do trên không khí cho nên các bạn nhìn nó sẽ bị không có được như trên cái bìa sách là chuyện dĩ nhiên. Ok, đây tôi sẽ lưu cái ảnh này lại. Đây là ảnh thứ hai. Raw file ánh sáng. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn thảy cái raw file này lên trên một cái tòa nhà. Đây là cái stock mà tôi đã tải. Tôi sẽ thảy cái tấm raw file lên trên cái phần này. Thì cái phần này cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Việc đầu tiên đó là các bạn cứ thảy tấm ảnh qua, bấm Ctrl T, chọn desktop. Này chúng ta sử dụng cái chức năng desktop này khá là nhiều. Okay, chúng ta sẽ kéo cái này ra tới cái mức mà chúng ta thấy hợp lý.
tới đây, ở trên thì tôi kéo vô. Đây. Nếu mà cảm thấy nó quá rộng thì các bạn có thể Ok, vậy là hợp lý. Cái đó tôi sẽ vẽ cong cái này bằng chức năng warp lúc nãy. Thì cái phần vẽ cong này nó thực hiện đơn giản, tôi sẽ bắt đầu từ dưới tôi kéo lên đến giữa anh. Để đảm bảo tất cả đều phải được vẽ cong. Các bạn cố gắng nhìn theo cái lằn khung của cái tòa nhà này nè, để mà chúng ta vẽ cong cho nó hợp lý. Đây. Dù cho cong cỡ mấy thì cũng phải hợp lý với cái phần cong cong của cái có sẵn của cái tòa nhà. Ok, bây giờ tôi thấy như thế này là hợp lý. Enter. Đây. Tiếp theo các bạn chọn một cái chế độ hòa trộn. Thường ở đây là chúng ta sẽ chọn multiline như thế này. Thì do chế độ khi cái chế độ hòa trộn multiline này nó sẽ ẩn đi tất cả cái màu trắng sáng, nó chỉ giữ lại cái màu tối thôi, mà vô tình cái nền bên dưới nó cũng khá là tối. Thì chúng ta sẽ cố tình làm cái việc như sau, chúng ta sẽ còn cho clip lên cái layer này. Sau đó chúng ta có cái vùng chọn toàn bộ layer đó rồi, chúng ta sẽ clip lên cái background. Chúng ta sẽ tăng độ sáng của cái chỗ đó lên. Đây. Các bạn ơi, chú ý là tăng vừa vừa thôi để đảm bảo là nó có còn giữ lại bóng và nhiều thứ khác. Đây. Đấy, nó lần vòng y như là chúng ta đang trình diễn cái màn hình đang chiếu sáng lên cho cái phần profile của chúng ta như vậy. Thì sau khi chúng ta đã tăng cái độ sáng của cái nền lên thì chúng ta đã nhìn thấy được cái phần khung của cái profile rồi, nhưng mà vẫn còn khá là nhiều cái đường kẻ như thế này, nó làm khá là xấu. Thì chúng ta sẽ làm việc tương tự là chúng ta vẫn tạo cái vùng chọn đó, và chúng ta vào cái menu filter blur, Gaussian blur, chúng ta cho cái độ blur khoảng 2 đến 5 pixel, ví dụ đây là 5 đấy. Thì lúc này nó sẽ nhè các cái đường biên đi, đường nhè các cái đường mà cửa sổ này đi. Đấy, nhìn cái ảnh chúng ta sẽ đẹp hơn. À, đây là kết quả cuối cùng. Thì tới đây thì đã kết thúc video và có 3 ví dụ khác nhau cho các bạn thực hành. Thì ba cái ảnh stock này tôi sẽ gửi kèm theo cái link tải ở bên dưới cái mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thực hành thành công. Xin vui lòng bỏ cái ít giây để like và đăng ký kênh, theo dõi kênh nếu các bạn chưa đăng ký giúp tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn.